Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Vì sao Tô Lâm qua mặt Tổng Trọng bắt người của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Việc Công an tỉnh Thái Bình khởi tố bị can, bắt tạm giam và khám xét nơi ở, nơi làm việc của ông Lưu Bình Nhưỡng để điều tra về tội cưỡng đoạt tài sản đã khiến cho công luận bất ngờ. Nhưng số đông cho rằng họ không tin một người như cựu đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng, một luật sư, một cựu giảng viên Đại học Luật Hà Nội, quá hiểu biết pháp luật lại cấu kết với xã hội đen. Việc cơ quan công an cáo buộc ông Nhưỡng có mối quan hệ với xã hội đen hơn nữa lại tham gia cưỡng đoạt tiền của người khác là điều rất khó thuyết phục. Công an tỉnh Thái Bình thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với ông Lưu Bình Nhưỡng tại sân bay Nội Bài tối ngày 14 tháng 11. Công luận có chung nhận xét vụ bắt bớ ông Lưu Bình Nhưỡng sặc mùi âm mưu chính trị, triệt hạ phe cánh trong nội bộ của Đảng Cộng sản. Chứ ở cái tầm như Lưu Bình Nhưỡng đâu có thể làm những điều đáng hổ thẹn đến như vậy. Ông Lưu Bình Nhưỡng là một trong các đại biểu Quốc hội của dân, là người biết và thường xuyên sử dụng mạng xã hội để mà nắm bắt và lên tiếng cho các vấn đề xã hội mà người dân và dư luận quan tâm. Việc bắt giữ và khởi tố với ông Lưu Bình Nhưỡng có nhiều dấu hiệu mờ ám của thế lực chính trị thù địch với ông và nhóm lợi ích bị ông đụng chạm. Vì những phát biểu thẳng thắn của đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng về các vấn đề xã hội đã tổn hại đến lợi ích của các nhóm thế lực này. Khả năng cao việc bắt giữ ông Lưu Bình Nhưỡng là quyết định từ Bộ Công an chứ không có thể là từ Bộ Chính trị. Vì đến trước ngày bị bắt, ông Nhưỡng vẫn giữ cương vị là Phó trưởng Ban Dân nguyện của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, tức là quân của ông sếp Vương Đình Huệ. Việc bắt một Phó trưởng Ban của Quốc hội đâu có dễ, chưa chắc ông Huệ và ông Trọng đã chịu như vậy. Nếu chịu khó quan sát chi tiết trong thông báo của Công an tỉnh Thái Bình, thì bắt tạm giam ông Nhưỡng tối 14 tháng 11 khi ông vừa xuống sân bay Nội Bài, ông Lưu Bình Nhưỡng cũng bị khám xét nhà ngay sau đó. Vẫn theo trang tin của Công an tỉnh Thái Bình rằng, quá trình bắt, khám xét, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình thu giữ nhiều đồ vật, tài liệu có dấu hiệu vi phạm pháp luật phục vụ công tác điều tra mở rộng vụ án. Điều vừa kể trên liên quan gì những tiết lộ dò dỉ của giới thạo tin cho biết, quan trọng là những nơi ông Nhưỡng ở và làm việc cất giấu những chứng cứ, những bí mật của vô số chuột cống. Đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng phát biểu trong một phiên họp Quốc hội khóa 14. Đáng chú ý, giới thạo tin còn tiết lộ, thực ra ông Lưu Bình Nhưỡng đã lọt vào tầm ngắm của Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm và Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình từ thời ông còn là đại biểu Quốc hội khóa 14 từ năm 2016 đến năm 2021. Trong thời gian là đại biểu Quốc hội khóa 14, nhiều lần đại biểu Nhưỡng đã có những phát biểu thẳng thắn, chỉ trích lãnh đạo Đảng và Nhà nước, đặc biệt với các cơ quan tư pháp, hành pháp. Với những phát biểu như chưa bao giờ niềm tin vào tư pháp Việt Nam thấp như bây giờ, hay không được biến Quốc hội thành căn phòng kín gom góp lợi ích nhóm cá nhân. Thậm chí không hề ngần ngại, ông Nhưỡng đã chỉ rõ cán bộ công chức, nhất là lãnh đạo cao cấp mà không khiêm tốn, thiếu gương mẫu, sống như thái tử, hoàng tử, như là chúa rừng xanh, thái độ như tuần phủ, tri phủ, chánh tổng. Có người lợi dụng chức vụ quyền hạn, vun vét đủ thứ, từ học hàm, học vị, bằng cấp, sắp xếp bộ máy toàn cánh hầu, đệ tử. Sống xa hoa, thậm chí cờ bạc, thâu đêm, đi nước ngoài ăn chơi bằng tiền ngân sách. Thì thử hỏi, sao cử tri và nhân dân có thể yêu mến, kính trọng và ủng hộ cho được? Bộ Công an, Đại tướng Tô Lâm. Thời gian gần đây, ông Lưu Bình Nhưỡng với tư cách là Phó trưởng Ban Dân nguyện của Ủy ban Thường vụ Quốc hội còn rất quan tâm tới các vụ án tử tù oan. Vào ngày 27 tháng 9, ông Lưu Bình Nhưỡng có cuộc gặp với cha mẹ tử tù Nguyễn Văn Trưởng. Hay trước đó, vụ tử tù Nguyễn Văn Mạnh bị xử tử hình, ông Lưu Bình Nhưỡng cũng đã lên tiếng. Những điều vừa kể trên để thấy rằng ông Lưu Bình Nhưỡng đã gặp sự cố với Bộ Công an là lẽ tất nhiên không có gì lạ. Vì chỉ cần với lý do là nổi tiếng và được nhân dân tin yêu, thì ông Lưu Bình Nhưỡng cũng thừa tiêu chuẩn để mà bị thiệt hạ rồi. Cho nên rất khó có thể thuyết phục dư luận tin rằng ông Lưu Bình Nhưỡng bị bách vì tội danh cơ quan công an đã gán ghép cho ông. Đây là điều vu khống. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp ngày hôm nay của Thời báo .d với bản tin Vì sao ông Tô Lâm qua mặt Tổng Trọng bắt người của Chủ tịch Vương Đình Huệ. Chiêu bài nhà nước Mông, sự ngụy tạo để đàn áp tự do tôn giáo của người Hờ Mông. Trong những năm trước và sau cuộc chiến biên giới năm 1979, Bắc Kinh đã sử dụng tiền bạc và vũ khí
để kích động một số sắc tộc thiểu số sống dọc biên giới giữa hai nước, tạo ra sự bất ổn cho chính quyền Việt Nam ở các tỉnh biên giới phía Bắc. Vấn đề này chỉ thực sự chấm dứt sau khi Việt Nam và Trung Quốc bình thường hóa mối quan hệ. Vào ngày 13 tháng 11, tờ báo Công an Nhân dân đưa tin đấu tranh hiệu quả với hoạt động thành lập nhà nước Hơ Mông trên địa bàn tỉnh Sơn La. Đây là một biểu hiện bất thường, nhất là vào thời điểm hiện nay khi quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc được cho là đang xấu đi nhanh chóng. Báo Việt Nam đăng đấu tranh hiệu quả với hoạt động thành lập nhà nước Hơ Mông trên địa bàn tỉnh Sơn La, một tín hiệu bất thường. Báo Công an cho biết trên địa bàn tỉnh Sơn La hiện có hơn 100 người bị cho là đối tượng có liên quan đến hoạt động tuyên truyền thành lập nhà nước Hơ Mông. Đồng thời, theo báo Công an tỉnh Sơn La đã đấu tranh cơ bản để tháo gỡ các hoạt động này. Câu chuyện nhà nước Hơ Mông hay nhà nước Hơ Mông về thực chất chỉ là một sự ngụy tạo để cáo buộc đối với các đòi hỏi tự do tôn giáo của người sắc tộc Hơ Mông sống trên lãnh thổ Việt Nam. Những người Hơ Mông mà thời báo chấm D có điều kiện tiếp xúc đều khẳng định đây là điều hoàn toàn không có thật. Được biết, vào năm 2019, người Hơ Mông ở huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên đã tổ chức biểu tình đòi có nhà thờ Tin Lành cho người Hơ Mông, mà không phải cầu nguyện tại nhà. Người Hơ Mông cũng yêu cầu phải được có chữ viết riêng và kinh thánh được dịch ra tiếng Hơ Mông cho họ, để họ đọc, hiểu và truyền đạt lại cho con cháu. Nhưng nhà cầm quyền Việt Nam khi đó đã vu cáo họ cho rằng người Hơ Mông muốn lập vương quốc tự trị Mông và lấy cớ đó ra tay đàn áp họ rất khốc liệt. Theo truyền thông quốc tế đưa tin, vụ việc này đã khiến cho 28 người bị tử vong, trong đó có 3 trẻ em, 130 người bị bắt và hàng trăm người khác phải trốn vào rừng. Cũng trong vụ việc này, truyền thông nhà nước vào ngày 19 tháng 9 năm 2020 khi đó cho biết, Tòa Nhân dân tỉnh Điện Biên vào hôm 18 tháng 3 năm 2020 đã tuyên án tù chung thân với hai người Hơ Mông và cáo buộc hoạt động nhằm đặt đổ chính quyền nhân dân. Và cứ như thế, hoạt động tín ngưỡng của người Hơ Mông bị đàn áp. Hai người bị kết án là Sùng A Xính sinh năm 1982 và Lầu A Lành sinh năm 1970. Cả hai người bị cáo buộc là chủ mưu, đóng vai trò cầm đầu trong việc lôi kéo những người khác cùng tham gia vào tổ chức thành lập nhà nước Hơ Mông tại huyện Mường Nhé từ tháng 8 năm 2018 đến tháng 3 năm 2019. Theo cáo trạng, Lầu A Lành đã tham gia tổ chức lập nhà nước Hơ Mông, tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam từ năm 2010. Sau vụ bạo động ở Mường Nhé vào năm 2011, A Lành bị khởi tố nhưng đã bỏ trốn. Mường Nhé vào tháng 5 năm 2011, hàng nghìn cảnh sát cơ động tập trung đàn áp cuộc biểu tình của người dân Hơ Mông tại đây. Cáo trạng cũng cáo buộc việc Lầu A Lành vận động đòi thành lập nhà nước Hơ Mông nhằm mục đích cướp đất, cướp chính quyền tại huyện Mường Nhé, thay thế chính quyền hiện tại bằng một chính quyền riêng của người Hơ Mông do người Hơ Mông làm chủ, có bộ máy tổ chức, công an, quân đội, chữ viết riêng. Ngoài ra, tòa án cũng đã kết án từ 24 tháng đến 20 năm tù đối với 12 người Hơ Mông khác về tội che giấu tội phạm và hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Cũng theo đài FA, một số người Hơ Mông sau đó đã bỏ trốn sang Thái Lan xin tị nạn chính trị. Họ cho biết họ chỉ đòi có nhà thờ Tin Lành riêng cho người Hơ Mông. Ông Cư A Páo cho FA biết ông bị bắt và bị gán cho tội muốn làm Bộ trưởng Bộ Y tế của Vương quốc Hơ Mông. Đồng thời, ông này cũng cho biết trong quá trình bị bắt giữ, Công an tỉnh Điện Biên đã tra tấn và đánh đập ông hết sức dã man. Và những người khác cũng bị y hệt như thế. Bất chấp sự đàn áp của chính quyền đối với người Hơ Mông và đạo Tin Lành, các cuộc biểu tình đòi tự do tôn giáo của người Hơ Mông vẫn diễn ra liên tục từ năm 1999 cho đến ngày nay. Cũng phải xin nhắc lại thêm, vào khoảng cuối tháng 4, đầu tháng 5 năm 2011 khi đó, hàng ngàn người Hơ Mông ở tỉnh Điện Biên đã tham gia một cuộc biểu tình được coi là lớn chưa từng thấy. Chính quyền địa phương đã phải huy động một lực lượng rất lớn, công an, quân đội đến để mà đàn áp dã man thì mới giải tán được. Tòa án tỉnh Điện Biên xét xử 14 bị cáo vì có các hoạt động tuyên truyền chống phá nhà nước xảy ra tại huyện Mường Nhé. Theo giới quan sát quốc tế, trong những năm qua, chính quyền Việt Nam đã vài lần phải đối phó với những cuộc tập trung phản đối của người Hơ Mông, trong đó có nhiều vụ việc dẫn đến xô xát và đổ máu, chết người. Cũng theo giới chuyên gia, trong mối quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc hiện nay,
Việt Nam còn có một đường biên giới dài khoảng 1.500 km với Trung Quốc là vấn đề hết sức phức tạp và nhạy cảm. Nếu chính quyền Việt Nam không tạo ra được sự đồng thuận với các sắc tộc thiểu số đang định cư dọc theo biên giới giữa hai nước này, thì sẽ khó có thể tránh được vấn nạn hoạt động thổ phỉ. Vào giai đoạn 1976 đến 1987, thời ông Lê Duẩn khi Hà Nội ra mặt chống Bắc Kinh, thì Trung Quốc đã sử dụng con bài này làm cho Việt Nam phải lưu siêu về an ninh biên giới. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình ngày hôm nay của Thời báo chấm đê với bản tin chiêu bài nhà nước Hơ Mông, sự ngụy tạo để đàn áp tự do tôn giáo. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo chấm đê để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo, chấm đề.